hiến công sức để xây dựng quê hương mình. Nghĩ là làm, đến nay Phúc đã có hơn 100 ý tưởng hiến kế để cải thiện giao thông, đô thị, văn hóa, giúp thành phố thêm văn minh, hiện đại, sạch đẹp. Cả bữa ngày mới hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người thanh niên nhiệt huyết này. Nếu một lần đến Đà Nẵng, mọi người dễ dàng bắt gặp những ý tưởng của Lê Công Phúc đã được thực hiện như lắp tấm thu năng lượng mặt trời cho tòa nhà trung tâm hành chính, thi chạy bộ vào ban đêm, quét và in 3D các mẫu cổ vật, thiết kế nắp cống chắn rác hình con cá. Ngoài những ý tưởng đã được gửi đi và được ứng dụng, hiện tại Lê Công Phúc ấp ủ nhiều ý tưởng mới, độc đáo để đề xuất với cơ quan chức năng thành phố thẩm định cho ứng dụng vào thực tế. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu và đặc biệt là sau lần được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận, động viên, khuyến khích, Phúc đã có thêm động lực để tìm tòi, học hỏi và hình thành ý tưởng mới cho mình. Xin chào anh Lê Công Phúc. Được biết anh đã đóng góp hơn 100 ý tưởng về văn hóa, du lịch cho thành phố Đà Nẵng. Vậy động lực nào để giúp anh thực hiện công việc này và các ý tưởng của anh đã được thành phố đón nhận như thế nào? Ai cũng sống có một lần thôi. Mình muốn cống hiến, không thể đợi khi mà cái xã hội, cái thành phố mình nó hoàn hảo và nó cống hiến. Mình cứ giải bày ra, người ta nghe được, người ta làm được thì mình thấy là vui. Còn cái quá trình đón nhận thì mình đóng góp ý kiến trên cái trang Facebook Quản lý Đô thị Đà Nẵng. Có cái người trợ lý của Chủ tịch thành phố điện thoại và gọi gặp riêng mình để mà trao đổi, nói rằng anh nên gửi những cái đó cho riêng ảnh thì dễ thành hiện thực hơn. Lần thứ ba thì có một email cảm ơn của Chủ tịch thành phố Đà Nẵng, mình làm mình rất là xúc động. Được biết công việc chính của anh là kinh doanh cửa hàng quần áo, và anh đã sắp xếp như thế nào để vừa có thể kinh doanh vừa có thời gian dành cho công việc sáng tạo của mình? Buổi sáng là mình ở cái shop cũng là cái nhà của mình, thì trong cái quá trình buôn bán thì mình ngồi đó thì mình vẫn lên trên mạng, mình vẫn làm việc, thì có khách thì mình tiếp khách thôi. Rồi buổi chiều thì mình đi bán hàng, Thái Lan đó thì nó lại có cái công cụ khác là cái sổ tay mình nhỏ gọn bỏ trong túi và cái điện thoại thông minh thì mình ghi chép vào trong đó. Cái quá trình nó giống như song song hai chiều, là mình vừa bán hàng nhưng mà cái đầu mình nó vẫn suy nghĩ những cái này những cái kia, thì đó là cái sắp xếp của cá nhân mình. Hãy cho tôi một ý tưởng là điều mà nhiều người thường nói, bởi để có được ý tưởng sáng tạo độc đáo là điều không dễ với nhiều người. Vậy công thức tạo nên ý tưởng của anh là gì? Công thức của mình thì có thể gói gọn là cái thói quen ghi chép. Mình có thói quen ghi chép rất là nhỏ, rồi bây giờ thì nó đã quen rồi. Khi mà nghĩ ra cái gì thì ghi ngay lại, rồi mình kết bạn với những con người giống mình, những người cũng có ý tưởng và cũng có tâm huyết. Mình theo dõi những cái trang mà về sáng tạo. Có bài báo đã ví von anh là cố vấn không lương của thành phố. Vậy anh cảm thấy mình nhận được gì từ những việc làm của mình? Về cái tinh thần á, thì mình được bà con trong nhà, rồi hàng xóm đã biết, thấy thành phố này nó lên TV, lên báo biết, có người tới kiếm biết. Có những cái người mà khi mình đi cà phê ở ngoài, người ta tiến tới, người ta cười với mình, bắt tay, xong cười người ta mới nói biết ông ở trên Facebook, và rất là thấy có những cái chung tư tưởng với cái người với nhau vậy, cho nên là chúc ông có những cái cống hiến tốt hơn cùng với thành phố hơn. Câu nói ý tưởng chỉ có giá trị khi lan truyền đã truyền cảm hứng sáng tạo cho anh. Vậy ngoài việc đóng góp ý tưởng cho thành phố, anh có nghĩ tới việc sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ cũng có mong muốn đóng góp vào sự phát triển của quê hương mình? Mình từng học trường Thái Phi, có mong muốn có một cái câu lạc bộ ý tưởng của Thái Phi, rồi mình lập những cái trang trên Facebook có nhiều chủ đề, nhưng mà cái trang đông nhất của mình đang có là cái trang dạng như là ngân hàng ý tưởng. Ngoài ra thì mình có liên lạc với một số bạn, các bạn đã chủ động tìm gặp mình để mà hỏi cái email thành phố, hoặc là ghép cái ý tưởng của mình, của các bạn đó vào trong cái email của mình. Ví dụ như thầy trên Sơn Trà Tịnh Biên muốn cho cái Sơn Trà nó đẹp, ví dụ như một bạn làm bên cái nghề bảo tồn con vật, con thú quý hiếm, trò chuyện với mình để có thêm những cái tâm huyết với cái nghề của bạn đó đang làm. Cảm ơn anh vì những sáng kiến đã đóng góp xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, an bình và phát triển. Chúc anh ngày càng có nhiều ý tưởng mới lạ và độc đáo hơn nữa trong thời gian đến.